chào Quế là một cái cơ duyên thôi. Lúc đấy thì Diệp cũng chưa biết chào Quế, nhưng mà cũng bàn với anh Vũ là mấy em này có một cái năng lượng và có một cái sự trẻ trung, và từ đó thì mọi thứ nó cứ trôi chảy và cuối cùng thì ra đời một thì kỷ niệm thì cũng rất là nhiều. Kỷ niệm vui cũng có, và kỷ niệm cực với nhau thì rất là cảm động với nhau cũng có. Trong cái dịp mà Tết thì chắc chắn là mọi người ở Trà Quế rất là nhiều cái đơn đặt hàng. Và dịp thì cũng chỉ còn lúc đó còn đúng một tháng là đến ngày đám cưới. Cũng vất vả với nhau, chẳng hạn như chỉ vì một cái sợi dây này thôi á, mà anh là đàn ông mà đã chạy lên cái chợ rất là xa, mà phải mua đến 3-4 lần thì mới đúng được cái loại đó. Và Ngọc Diệp rất là nhớ anh Thắng. Thì rõ ràng Ngọc Diệp thấy mọi người ở Trà Quế làm việc một cái tâm, và không nghỉ Tết mà không nghỉ lễ. Trà Quế đã giống như là mở hàng rất là may mắn cho Ngọc Diệp trong cái mùa cưới này. Diệp thương nhất là Nguyên với anh Thắng. Nguyên là người đầu tiên mà nói chuyện với Diệp, và Nguyên rất là thẳng thắn. Cái nào đẹp thì Nguyên nói đẹp, cái nào xấu là Nguyên nói xấu. Và Nguyên là một người chị luôn tin để hỏi là em ơi, em thật sự là cái nào đẹp hơn, hay là em thấy cái này được hay không. Và Nguyên luôn luôn cho Ngọc Diệp một cái câu trả lời mà Ngọc Diệp tin tưởng nhất trong Trà Quế. Còn về anh Thắng thì lại là một người vô cùng tuyệt vời. Thật sự anh Thắng là một người có tâm, mà còn hướng dẫn chỉ bảo ngược lại cho các bạn thiết kế, và cái nào anh Thắng hứa được thì anh Thắng mới hứa. Mình thì ý tưởng lúc nào cũng bay bổng trên trời, nào là muốn da, muốn kim loại, muốn đủ thứ các thứ trên cái thiệp của mình. Nhưng mà anh Thắng là một cái người cho những cái ý tưởng hơi bay, hơi quá đà của Ngọc Diệp chạm vào thực tế. Cảm giác cả cái team Trà Quế như là một gia đình, không biết làm sao, chứ không lẽ không biết sau này nếu mà mình không in thiệp cưới thì mình còn có thể đến với nhau để được làm việc nhiều hơn nữa hay không.